Rồi thì hôm nay mình sẽ làm hệ thống tăng cam lại cho chiếc xe Future màn nạ 2 tầng này. Thì anh trai này mua xe lại thôi, thì nói chung còn im nha, anh sợ anh làm thôi nha. Đây, Future mặt nạ 2 tầng. Đó. Này đang nổ máy anh em ơi. Đây thì mua lại không biết có lật tua đồng hồ chưa ha, 28.000 gì nữa. Đây thì xe này là xe FI đời 2017 nha anh em. Thì mình sẽ đưa camera lại gần cái lốc để anh em nghe tiếng sinh cam nha. Thì mình chỉ làm sinh cam với lại tăng cam thôi. Thì sinh cam á, mình là mình có làm một cái hệ là bánh trơn với lại bánh có gai. Thì anh em nào mà muốn làm cái cần tăng cam thì làm. Xe này là chúa bể bánh tăng cam nè. Thì anh em làm về mà anh em khắc phục được cái bệnh mà bể bánh tăng cam này thì chạy cũng ok á. Với lại nếu mà anh em bị vũ nồng rồi đó, khi mà lên cốt anh em thay một loại bê tông là khác, không phải của KZ của nó, thì có thể nó êm hơn anh em ơi. Cái trái này nó có bệnh là nó hay vũ đó. Thì nó êm tương đối thôi chứ nó không thể nào êm bằng phi channel rồi được nha anh em. Anh em như anh em làm xong rồi cái đưa cái lỗ tai sát là xe này không bao giờ mà nó không có tiếng tạp được. Đó. Rồi thì không làm mất thời gian, mình sẽ về mình làm xe này thôi ha. Giờ mình quay lại cho anh em coi. Đó nè, anh em nghe tiếng nè. Nghe nha. Rồi chút coi nó êm hơn không nha. Xe này là có tiếng bê tông rồi nha, có tiếng vũ bê tông tạp rồi đó. Thì nồi là cũng tạm được nha anh em, nồi là không cục lắm. Rồi vậy thôi, xe này mua lại để mình coi coi tăng cam như thế nào. Có nhiều khi cái này thì nó kêu không đến nổi mà tới sắt, nhưng mà nhiều khi nó mòn đều hay gì á thì mình kiểm tra một lần luôn, thấy không? Rồi giờ tháo ra coi như thế nào ha, thì mình sẽ thay cần tăng cam chậm thôi, thì coi nó mình coi để coi cái mức độ mẻ cái bánh tăng cam nó như thế nào để anh em rút kinh nghiệm thôi chứ không có gì hết. Này làm gia lương này tém đầu tém ốp rồi, mới đi ăn cua Cần Giờ tém ốp liền. Hai con bắt hại của hai cái mít. Rồi, giờ xe bị cùi cái mấy cái răng rồi nha anh em, chưa có bể tới sắt đâu nhưng mà cùi răng rồi nha. Đây. Đó thấy không? Cái bể cho anh em đó. Rồi mình sẽ thay sên cam nè, rồi bánh su lồng với lại cần tăng cam cho ảnh nha. Cần tăng cam VIP nha, người ta cam VIP.
đây nè. Anh em nhớ nha, đi chiếc xe này á là thứ nhất á là anh em mua chiếc xe này về Futurelet về mới 2022 giờ mình không biết. Thì cái điều đầu tiên là khi mà dùng sinh cam thì anh em lưu ý cái này nè ha. Đó, cái này nó rất dễ bể, là 100 chiếc bể đủ 100 chiếc à. Nói chung là nó bị lỗi cái này nha anh em. Thì mình sẽ bán bánh khác thì nó sẽ hết thôi. Đó ha. Rồi đó mình có thằng lăng tăng cam á, thằng mình có thằng lăng tăng cam nhưng mà sau này thì sinh cam nó khó có quá. Cái đợt mà nó hết cũng rất là lâu. Cả mấy tháng mới hết đó, cho nên là mình xài lại mình sẽ tán bánh sun rồi vô nha. Tán bánh cao su vô là chạy ok rồi, giờ mình sẽ tán bánh VIP vô cho ảnh nha. Đây bánh sun rin cũng bị chai rồi nè anh em ạ. Rồi cái cần tăng cam này mình sẽ thay cần tăng cam khác nha. Đây mình coi hiện trạng bể của nó nè. Đó anh em thấy không? Thấy chưa? Đó thấy chưa anh em? Nè 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 coi lại nè. Đó. Nè nha anh em. Rồi thì sau khi xong là mình đường như thế này nha anh em. Rồi cái này là anh em nào mà gắn vậy đó là mình có ship luôn, anh em mà mua cần này về gắn là mình ship luôn, thì mình bảo hành cho anh em một năm á, nếu mà bể mình tán cần khác cho anh em, thấy không? Rồi nha, cái loại mà có răng nó còn hả chạy mình nó bị dặn nó nhảy đâu, có thể nó bể với cái này là không bể nổi đâu anh em ơi. Với lại đồ này đồ rin chứ không phải đồ lô đâu nha anh em. Đó, bánh xe này bánh xe rin đó, dễ gì ha. Chút nổ máy lại cho anh em nghe là nó sẽ bớt nhảy liền á nha. Rồi hiện tại là mình về rất là nhiều cần tăng cam bíp này nha anh em. Anh em muốn làm cần có răng xù xù cũng được, còn không là đi cần này cũng được ha. Thì cần này nó giống như là cái răng là không có răng, giống như là cần thái nè, nhưng mà cần thái là nó nhỏ hơn nha anh em. Đó, mình tán như thế này thì đây nè, đây là ba cần nữa nè anh em thấy không nè. Mình để nè anh em, nếu mà anh em mua thì mình sẽ ship cho anh em là cần mới như thế này luôn nè, mới cáo ra cho anh em nè. Đó. Rồi bao nhiêu thì anh em nhắn Zalo nha. Đây mấy cần này thì anh em xuống thì mình tán cần cũ cho anh em qua thôi. Đây đây mấy cần cũ nè, nhưng mà chạy vẫn là ok hết nè anh em nè. Thấy không? Đây nè, đây là làm chạy rất là ok nè, thấy không? Mình vô nhớt rồi nha anh em, cho nên là nó ok lắm á. Rồi đó, đây là cần xịn đó anh em ơi. Đó, anh em nào mà muốn mua thì mình sẽ ship cho anh em cần mới nha, nè nhẹ nhàng lắm anh em ơi, thấy không nè. Đó. Nhẹ nhàng khỏi nói à, thấy chưa? Rồi anh em nào mà muốn mua cần tăng cam này thì nhắn Zalo gì cho mình ha, hai số trên điện thoại đó là mình sẽ bán cho. Cái cần này về xài xanh số 8 bình thường anh em, bánh xua lồng là bình thường, thấy không? Xên riêng trong xe. Rồi đây là cần của quầy Thái với MSX anh em, cần này cần zin nè. Đó. Đó. Thì ở đây là cái cần này là vẫn là không có răng nè, hai cần đều không có răng hết nè, thấy không? Và cần này nó to hơn nè, là bánh xe nó to hơn nè anh em ha, to hơn một khúc luôn nè, thấy chưa? Nè to nè, thì nhỏ hơn nè, thấy không? Thấy chưa? Để đưa camera ra sau cho anh em thấy nha. Đó thì này là nó to hơn thì cái khoảng chạy nó là nó, ví dụ là nó to hơn thì tốc độ quay của nó là ví dụ như cái tua máy là 3000 vòng đi, thì thằng này nó sẽ quay cái vòng nhiều hơn nè, còn này sẽ quay cái vòng ít hơn nè, thấy không? Đó. Đi cái bánh xe lớn nè, đó, thấy không? Đây nha. Anh em nào muốn mua thì hay là muốn gắn gì là tới tiệm mình gắn,
hoặc là mua thì mình sẽ ship cho cần mới luôn nha, cần giống vậy luôn nè, thấy không? Rồi sau khi xong thì nổ máy là ổn hơn lúc nãy rồi nha. Xe này thì có vỗ lồng nữa nè, cài đặt lại cho ảnh cái nữa Tài ơi. Nổ máy thì guarantee im đó, nổ máy thì guarantee im đó. Rồi giờ mình cài đặt lại cái anh em ơi. Xong rồi anh em ơi.